Now look at this guy. He's all jacked up now. Where can I get a girl that wanted me like that? Come on now. But now, those are the only, one of the many improvements I have seen in him ever since he started dating Mihan. I remember when I first met Mihan, I was like in the 5th or 6th grade. I think it was during one of the family parties, but I don't remember exactly. My first thought was, is this another cousin that I don't know about? But when I found out it was his girlfriend, I was so surprised. What? Finally. I don't remember much else. My,
my first impression of her. But I do remember seeing Change in Day a couple months after we started dating. Especially when I heard that he was going to a Christian church that Han goes to. At first I thought, he's just going there to impress me Han's family. But then I was surprised when he started inviting me to go. I was surprised. And at first when I went there, I thought I was right. But it was then that I saw how God was changing. He's like, you know what? I guess I'll settle for having our big sister moving into the house instead. But I don't think that there'd be that much of a difference because she comes to our house every day before going to work. Like, I guess the only difference is all of her stuff is in our basement now. From the bottom of my heart, I pray that you two will have an amazing life together in the years to come and be blessed with a family of your own. Where the great kids at, pray up. I'm looking forward to seeing God's plan for you guys. And with that in mind, I propose a toast to Hey and Nihan's successful marriage. Up next, we're going to have the prayer. That's going to be Pastor Yen Vu is going to bless the food for us. If you make your way out here, everybody. Trước khi tôi cầu nguyện, tôi cũng có một điều ba của Hiển hỏi tại sao ông làm cho con tôi khóc được thế kia. Và tôi không biết, nhưng mà vì yêu mà khóc, đó là cái kỷ niệm vô cùng quý báu vào với mọi người em. Cho nên chúng ta không những đến đây dự tiệc chúc mừng, đồng thời chúng ta nhớ đến hai cháu rồi tiếp tục nâng đỡ cầu nguyện, cũng như giúp đỡ trong mọi cách trên đời này để cho cặp vợ chồng trẻ này đứng vững cũng như có một đời sống phước hạnh. Trước khi lên đường nữa, xin toàn thể các ông bà anh chị em hãy ký với tôi để cầu nguyện. Cái này Đức Chúa Trời ban ngôi là Cha chúng con. Chúng con đến đây dự buổi tiệc yêu quý này để tỏ tấm lòng thương mến các cháu Hiển cũng như Hạnh. Chúng con là những người được gặp nhau ở đây mà chúng chị con thấy rằng đến đây với một mục đích để rồi chung vui với các cháu. Do vậy thì trong tình yêu thương của Ngài, con dân xin Chúa ban cho hai cháu là một vợ chồng mới. Xin Chúa cho họ sống mỗi ngày, ban cho họ can đảm để chấp nhận những khó khăn, thách thức, biết vun tưới cho tình yêu của họ bằng sự hy sinh, nhường nhịn, bình tĩnh và nhất là bằng lời của Chúa trong Kinh Thánh. Xin Chúa ban cho họ cơ nghiệp của Ngài là con cái, giúp họ nuôi dưỡng trong con của mình trong đức tin, trong tình yêu và luôn luôn làm gương sáng cho con, hầu cho danh Chúa được tiếp tục tôn vinh và được qua nhiều những con cháu nối tiếp sau này. Và hôm nay chúng con hết sức vui mừng khi đến đây được dự bữa tiệc này, và xin Chúa chúc phước lên trên tất cả những thức ăn mà Chúa đã ban cho bữa tiệc của chúng con do hai cháu, hai gia đình đại chúng con. Nguyện xin Chúa cho con được ngày buổi chiều thật là vui vẻ, phước hạnh với nhau và luôn không bao giờ quên bữa tiệc này cho đến lâu dài. Con cảm ơn Chúa. Con xin dâng thì giờ này lên, chúng con có sự thông công với nhau và trong sự thông công này chúng con được gần gũi nhau, họ hàng hai bên được thấy nhau và những bạn bè. Con cảm ơn Chúa. Con thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Con trai, quá nổ, bây giờ con trai.
That was so special. Alright, we're going to continue eating, so feel free to mingle if you need, but there will be more courses coming out to you shortly. Enjoy the rest of your meal. Four. We got one person. Got one couple.
my dance floor.